làm Squishy Melody đi ạ. Ok em nha. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị một tờ giấy hình chữ nhật. Căn trái phải đo kẻ một hồi, tẩy đi các chi tiết thừa thì được một hình với kích thước như này nha. Tiếp theo vẽ thêm hai cái tai, vẽ hình một quả trứng làm ngang là ra khuôn mặt nè. Nhớ vẽ thêm một cái lơ nhé, đừng quên như tôi nha. Dán băng dính trong và cắt bỏ phần thừa. Nhìn tới đây có ai nhận ra là thiếu mất một ô không? Giờ các bạn sẽ vẽ sẵn một hình chữ nhật với kích thước 3,2 x 5 cm. Lấy hình Melody hồi nãy, gấp bên trái gấp bên phải ra sau, rồi lật ngược lại. Ướm vừa khít và vẽ hai cái tai như này nha. Chú ý, gập nếp cái tai này lại. Bôi một chút hồ dán rồi dán chúng vào nhau. Dùng băng dính dán bên trong như vậy sẽ vô cùng chắc chắn luôn. Các bạn dán các mặt với nhau, chừa lại một phần để nhét túi ni lông. Túi ni lông tôi thường sử dụng, nó mềm và không quá cứng như này nha. Rất phổ thông, cứ đi chợ mua đồ là có nè. Nếu các bạn đã xem tới đây thì đừng bỏ lỡ mini game của tôi ở cuối video nhé. Nhờ sự yêu mến và ủng hộ của các bạn mà kênh Quyển Sách Nhỏ đã đạt mốc 200.000 người theo dõi. Hôm nay mình sẽ tổ chức một giveaway nho nhỏ để tri ân và cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý Nhỏ trong suốt thời gian qua. Cách thức tham gia mình sẽ để ở đây, các bạn có thể chụp màn hình lại. Các bạn có thể xem thêm thông tin ở bình luận ghim và đừng quên follow tôi nha.